Đội trưởng Lục, nhiệm vụ gì? Vẫn là chuyện của Khúc Chính Tường. Bây giờ chuyện này khá là phức tạp, thời cơ trước mắt không thích hợp để bọn tôi ra mặt truy bắt. Sợ là tàu chìm thì trục chạy, bắt được hắn nhưng để tên đầu sỏ chạy mất. Vậy nên muốn nhờ cậu giúp một chuyện, lấy lý do kẻ tình nghi trong vụ án giết người để đưa hắn đến đây. Chúng ta thẩm vấn kín đột xuất, đúng lúc chuyện các cậu đang điều tra hắn đã lan truyền khắp nơi rồi. Lúc bắt hắn tốt nhất là có người chứng kiến, khiến thân phận kẻ tình nghi trong vụ án giết người của hắn chắc như đinh đóng cột. Lão Lục, xin lỗi vì chuyện lần trước. Đây là cảnh sát, kỷ luật là trên hết. Cậu thấy có làm được không? Khó khăn à? Anh ta ở đâu? Khách sạn Điệp Thúy, người của chúng tôi đã mai phục xung quanh rồi. Cậu cần bao nhiêu người cũng được. Tôi có một điều kiện. Nói đi. Đi bắt anh ta, tôi sẽ chỉ đưa lão Vệ, lão Chu và lão Đỗ theo. Được. Về tranh danh, Chu Học Quan, Đỗ Quốc Hữu. Tại sao? Bọn họ là gì của Khúc Chính Tường? Người quan phủ. Mọi người qua đây cả đi, xem ai trở về này. Lão Vệ về rồi sao? Thầy Vệ về rồi. Thầy Vệ về rồi sao? Anh Vệ. Lão Vệ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Núi cao sông dài. Đừng, đừng ra vẻ có văn quá. Anh thay đổi thật rồi. Điều gì đã khiến anh thay đổi vậy? Đi thôi, nhận súng đi. Nhà tắm Đại Phú Hào. Lâu lắm rồi chưa sờ vào súng. Lão Vệ, anh cũng vậy đúng không? Có nhớ không? Không nhớ. Thế giới không có thứ này mới tốt. Lão Vệ, anh vốn là tay súng thần của cục đấy. Cái này cũng là bất đắc dĩ thôi, phải dùng nó để đối phó với người xấu. Đi thôi. Kính chào quý khách. Không ngờ tôi lại bước qua cánh cửa này lần nữa. Nơi này còn hoành tráng hơn cả Đại Phú Hào năm xưa. Người của chúng ta thì mặt mũi vẫn sầm xì. Có mỗi 7-8 người đến. Không chỉ có vậy, cho tôi hỏi, xếp khúc của các cô đâu? Đi về phía trước rồi rẽ phải xuống hầm rượu. Là gì đó? Đứng im. Tất cả đứng im. Khách quý nhỉ? Thứ lỗi không đón tiếp từ xa. Không phải đến để làm khách. Tôi hiểu. Tôi đang tiếp mấy người bạn làm ăn. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Không cần đổi địa điểm đâu. Thay đồ đi. Khúc Chính Tường, anh bị tình nghi cố ý giết người, bị bắt theo pháp luật. Tôi giết ai chứ? Quách Thắng Lợi. Cộng thêm một tội, tấn công cảnh sát. Năm 97 anh lấy xe đâm vào tôi đúng không? Anh phải có chứng cứ. Không có chứng cứ chúng tôi sẽ đến đây sao? Về cục tôi sẽ chiếu phim cho anh xem, từng tội một, rõ ràng rành mạch. Sao đây? Đi đường hoàng hay là để còng tay? Chỉ có mấy người các anh đến thôi đúng không? Đội hình thường quy. Có phải anh chê không đủ khí thế, không xứng với thân phận ông chủ Khúc anh không? Tôi làm gì có thân phận gì?
Anh thực sự tự tin có thể bắt tôi đi đến vậy sao? Anh muốn kháng cự à? Cứ thử xem. Có bạn bè ở đây, có thể diễn chút thì hơn.